Mẫu xe điện của Trung Quốc Huling Hongguang Mini EV đang được giảm giá mạnh tại Việt Nam, vừa đạt được mốc doanh số bán được 1,2 triệu chiếc. Huling Hongguang Mini EV là mẫu ô tô điện chỉ mới được cho ra mắt 4 năm, với doanh số bán này đã khiến cho mẫu ô tô này trở thành một trong các xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam, tâm lý của khách hàng vẫn còn khá e rè nên mẫu xe này liên tục được kích cầu mua sắm bằng hình thức giảm giá, mạnh tay nhất là giảm 50 triệu đồng. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, thông tin từ các quan chức của liên doanh SAIC-GM Huling cho biết rằng, họ đã có một tin vui cực lớn khi dòng xe Hongguang Mini EV đã đạt được doanh số tích lũy ấn tượng kể từ khi ra mắt vào tháng 7 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024. Cụ thể, với hơn 1,2 triệu chiếc được bán ra thị trường, Huling Hongguang Mini EV đã giành được vị trí vô địch về doanh số bán hàng trên thị trường xe điện cỡ nhỏ, một thành công mà có lẽ nhiều hãng xe khác rất thèm muốn có được. Thành công của Hu Linh Hongguang Mini EV chủ yếu đến từ doanh số bán hàng ở thị trường nội địa, bên cạnh đó, một số quốc gia ở châu Á cũng góp một phần không nhỏ vào kết quả bán hàng này. Nhìn lại cả năm 2023, mẫu ô tô Hongguang Mini F đã kết thúc một cách hoàn hảo với doanh số 237.863 chiếc. Để hiểu rõ hơn, Hongguang Mini F được định vị là mẫu xe vi điện, hiện có 25 mẫu được bán với mức giá từ 32.800 đến 99.900 nhân dân tệ. Về kết cấu thân xe, sản phẩm chủ lực hiện nay là mẫu hatchback 3 cửa, 4 chỗ, ngoài ra còn có mẫu mui trần mui mềm 2 cửa, 2 chỗ để người tiêu dùng lựa chọn. Về sức mạnh, Honggu Mini EV hiện cung cấp động cơ chuyển động có công suất tối đa 20kW và 30kW để bạn lựa chọn. Về độ bền, các phiên bản khác nhau cung cấp phạm vi hoạt động NEDC là 120km và 170km, phạm vi hoạt động CLTC là 170km, 200km, 215km. 280 km và 300 km có sẵn. Mẫu ô tô điện Hu Hongguang Mini EV chỉ mới ra mắt tại thị trường Việt Nam được vài tháng, tâm lý chung của khách hàng còn khá e dè, nên mẫu xe này liên tục được kích cầu mua sắm bằng hình thức giảm giá, mạnh tay nhất là giảm tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.